Thị trường bất động sản thời gian qua biến động khá nhanh. Sau đại dịch Covid-19, lượng giao dịch tăng mạnh, tuy nhiên cũng cho thấy những nguy cơ về bong bóng. Theo nhiều chuyên gia, để bất động sản là ngành mũi nhọn trong việc tăng trưởng kinh tế và phát triển lành mạnh, chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ việc phân lô tách thửa đối với mọi loại hình, diện tích, đồng thời tạo hành lang tín dụng cho người mua nhà ở tại các dự án hiện hữu, xây dựng tiến độ đạt chuẩn. Về phía Bộ Xây dựng, thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đề cao các giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được Bộ đặc biệt quan tâm. Quốc lộ 28 dài hơn 300 km là tuyến đường quan trọng nối Nam Trung Bộ với Nam Tây Nguyên. Điểm đầu là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điểm cuối là thị trấn Ea Tờ Linh, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, nhiều đoạn đường bắt đầu xuống cấp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đặc biệt, khoảng 15 km đoạn qua các xã Nâm Nờ Đi, Đức Xuyên, Đắc Nang và Quảng Phú, huyện Krông Nô xuất hiện hàng trăm điểm sụt lún hư hỏng. Ông Nguyễn Quốc Tiến, giám đốc công ty cổ phần công trình công cộng Hội An, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ điều tra hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra, năm 2019, công ty cổ phần công trình công cộng Hội An tổ chức đấu thầu mua sắm 30 xe điện với tổng giá trị 7,3 tỷ đồng. Trong quá trình làm thủ tục đấu thầu, một nhân viên công ty cung cấp xe điện liên hệ đặt vấn đề nếu trúng thầu sẽ chi bồi dưỡng cho ông Tiến. Nhà chức trách cáo buộc, ông Tiến đã chỉ đạo cấp dưới để công ty trúng thầu mua sắm xe điện và nhận 400 triệu đồng. Thị trấn Di Lăng, đô thị trung tâm phía Tây Quảng Ngãi, trung tâm huyện Sơn Hà, vừa diễn ra một phiên đấu giá đất được đánh giá là sôi động, kịch tính chưa từng có. Theo đó, tổng 39 lô được đưa ra đấu giá lần này có diện tích hơn 5.300 m², tổng giá khởi điểm là hơn 20 tỷ đồng. Kết thúc phiên đấu giá, hầu hết các lô đều được đấu giá thành công ở mức tăng gấp 2-3 lần so với giá khởi điểm. Đơn cử các lô có giá khởi điểm chỉ hơn 600 triệu đồng nhưng được đấu giá lên tới 1,8 tỷ. Lô hơn 700 triệu đồng đấu giá lên 1,8 tỷ đồng. Để đi đến mức giá cuối cùng, đa phần các lô phải qua ít nhất 10-15 vòng, có lô lên đến 30 vòng đấu giá. Hiện nay, các ngân hàng lớn liên tục phát đi thông báo về việc thu giữ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu là bất động sản. Đáng chú ý, phần lớn bất động sản đang được giao bán đợt này tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó giá khởi điểm dao động từ vài chục cho tới vài trăm tỷ đồng. Mới nhất là Sacombank cho biết ngân hàng đang có nhu cầu thanh lý một loạt bất động sản tại quận 5, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Thạnh và huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Không riêng Sacombank, Agribank cũng là ngân hàng đang tích cực xử lý nợ xấu thông qua việc giao bán tài sản đảm bảo, đặc biệt là các bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nhà băng này giao bán 6 bất động sản tại số 20 và 20A1 Trần Cao Vân, phường Đa Cao, quận 1 với tổng diện tích gần 2.000 m², giá khởi điểm là 282 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác quản lý trong di sản Tràng An, từ năm 2019 đến cuối tháng 5 năm 2022, các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đất đai chủ yếu diễn ra trên địa bàn huyện Hoa Lư, trong đó có 735 biên bản với 469 trường hợp, số vụ vi phạm chiếm tới 90% toàn tỉnh. Hiện nay, dự án khu đô thị Mỹ Hưng có diện tích hơn 180 ha đã chậm tiến độ nhiều năm, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, hệ thống thủy lợi nội đồng không kết nối được khiến người dân phải bỏ ruộng hoang. Từ thực tế trên, cử tri thành phố Hà Nội đề nghị thành phố cho biết thời gian cụ thể triển khai dự án. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án chậm tiến độ là do trong quá trình triển khai có xảy ra tranh chấp nội bộ giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất giải quyết đối với các đơn vị chậm triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo sớm để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái vừa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Quỳnh về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an thành phố Yên Bái bước đầu xác định được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phân công Quỳnh có nhiệm vụ tư vấn và làm hồ sơ vay tiền cho khách hàng. Song do chi nhánh có một cơ sở, người dân vay tiền ở các địa bàn vùng sâu và xa có nhiều khó khăn trong việc thanh toán đã nhờ qua đối tượng. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022, có gần 100 khách hàng nhờ Quỳnh trả hộ tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay của họ với ngân hàng. Quỳnh đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thu hồi hơn 1.400m2 đất giao cho công ty Dabaco Việt Nam từ năm 2019 và giao khu đất này cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Năm Đuống thuê trong 45 năm. Theo kế hoạch, công ty khai thác công trình thủy lợi Năm Đuống sẽ xây dựng trụ sở tại cụm Thủy Đông Hồ tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.